Và đây là chạch đông lạnh nhé. Giống hôm nay một con chạch đông lạnh này thì là chiều dài của nó là 20 cm, nó rất là to. Để nó giao cá được thì chúng ta phải cắt nó ra. Đó, cắt vào nhỏ ra nhé. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ có được rất là nhiều chạch, rất là nhiều đó. Đâu có sao. Và đây là ba bạn sẽ ăn hết đống chạch này. Chúng ta sẽ lấy ba miếng một ném xuống. Wow. Đấy. Bây giờ thấy ra gần hết rồi.